kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên sóng truyền hình của Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Tôi tên là Trần Lan Anh, là giảng viên yoga. Ngày hôm nay, Lan Anh sẽ hướng dẫn chia sẻ đến quý vị khán giả một bài tập yoga cơ bản giúp cải thiện, tăng cường trí nhớ. Quý vị khán giả hãy bắt đầu trải thảm ra để chúng ta có thể tập luyện cùng với nhau ngay nhé! Để bắt đầu bài tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ vào từ tư thế quỳ cái bàn. Hãy điều chỉnh cả người của chúng ta vuông góc, lưng giữ thẳng, từ vai trở xuống, cổ tay nằm trên một đường thẳng, từ hông trở xuống, đầu gối thẳng, xòe rộng 10 đầu ngón tay, hai đầu gối tách nhẹ ra rộng bằng hông. Và từ đây hít vào một hơi thật sâu, võng lưng, vươn dài cằm cổ, mở ngực, mở vai ra, hướng mắt nhìn về phía trước. Thở ra, cuộn tròn cong lưng lên hết mức có thể và quý cằm chạm vào hõm ngực. Hít vào, võng lưng xuống, vươn dài cằm cổ, mắt nhìn lên. Thở ra, cuộn cong lưng hết mức có thể và quý cằm chạm vào hõm ngực. Hít vào một lần nữa, vươn dài cằm cổ và hướng mắt nhìn lên. Chúng ta giữ lại ở đây, hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, rồi thở ra, cuộn cong lưng lên hết mức có thể và giữ lại. Hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, rồi đưa thẳng người trở về. Từ tư thế này chống mũi chân và đẩy hông mông của mình lên cao chậm rãi. Cố gắng hạ gót chân xuống được thì càng tốt, hoặc có thể hơi kiễng nhẹ hai chân. Chúng ta nhún nhẹ hai chân, hai gối của mình lên xuống thật nhịp nhàng. Điều chỉnh từ hông trở xuống, hai tay nằm trên một đường thẳng. Từ hông trở xuống, hai gót chân nằm trên một đường thẳng. Thả rơi đầu cổ, đưa máu lưu thông và tuần hoàn lên não. Hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, và chậm rãi đi hai chân lên từ phía hai tay. Tách nhẹ hai chân ra rộng bằng hông, thẳng đầu gối của hai chân, rồi hai tay của chúng ta ôm lấy khuỷu tay, thả rơi đầu cổ và nhẹ nhàng lắc người sang trái, sang phải. Hít thở đều, thả lỏng và thư giãn tâm trí. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu và thở ra hết. Rồi hạ hai tay của mình xuống. Chúng ta hạ hông mông xuống và nhẹ nhàng hạ người nằm ngửa xuống bề mặt thảm. Co hai chân chống lên, cho hai gót chân sát về phía mông, hai tay đặt xuôi theo thân. Và từ đây hít vào một hơi thật sâu, nâng hông mông của mình đẩy lên cao, đưa cằm về chạm vào hõm ngực. Thở ra chậm rãi, hạ hông mông xuống. Tiếp tục hít vào thật sâu, đẩy hông mông lên cao, xếp đùi, đưa hai đầu gối chúng ta thu lại. Thở ra, hạ hông mông xuống. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Và một lần cuối cùng. Hít vào, nâng hông mông đẩy lên cao và giữ lại ở đây. Hít thở đều, 5, 4, 3, 2, và một, rồi thở ra, hạ hông mông xuống. Và chúng ta đưa hai bàn tay của mình đặt phía dưới mông, duỗi dài hai chân ra, trụm sát hai chân lại vào với nhau, chuẩn bị thực hiện tư thế con cá. Rồi từ đây hít vào, nâng lồng ngực của mình đẩy lên cao và ngửa đầu ra về phía sau, chống đỉnh đầu của mình xuống bề mặt thảm. Không dồn lực quá nhiều vào đầu, giữ lại ở đây, nâng lồng ngực lên cao, hít thở đều,
đưa máu lưu thông lên não. 5 4 3 2 và một rồi chậm rãi trượt nhẹ đầu của mình nằm ngửa xuống. Chúng ta thả lỏng hai tay. Từ đây hít vào co chân trái lên, hai tay đan lại vào với nhau ôm lấy đầu gối của chân trái. Co sát chân trái về phía người. Thở ra nâng đầu dậy đưa mũi chạm vào đầu gối. Rồi hít vào hạ chân trái xuống, co chân phải lên, hai tay ôm lấy gối. Thở ra nâng đầu dậy, mũi chạm gối. Hít vào hạ chân phải xuống, từ đây co cả hai chân lên, hai tay ôm lấy hai chân. Thở ra nâng đầu dậy, mũi chạm đầu gối. Hít vào, hạ chân xuống. Vừa rồi là một bài tập yoga cơ bản giúp cho quý vị khán giả có thể tự tập luyện tại nhà và cải thiện trí nhớ. Quý vị hãy duy trì việc tập luyện đều đặn để nâng cao sức khỏe của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình sau.